kính chào quý vị và các bạn đã tới với kênh youtube chính thức của báo dân việt vừa rồi là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình ngay bây giờ mời quý vị tới với những nội dung chi tiết Đài Reuters Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm ngày 28 tháng 11 đã công khai xin lỗi cựu Thủ tướng Angela Merkel vì đã để chú chó cưng của ông vào phòng họp của họ cách đây 17 năm, bác bỏ lời cáo buộc của bà Merkel rằng ông cố tình làm cho bà cảm thấy không thoải mái. Theo Reuters, chú chó đen giống Labrador có tên là Connie đã có mặt trong cuộc họp ngắn giữa ông Putin và bà Macron tại Sochi, Nga vào năm 2007. Vốn là một người sợ chó do có thông tin là từng bị chó cắn vào năm 1995, bà Macron sau đó cho biết bản thân cảm thấy không thoải mái khi chú chó của ông Putin xuất hiện trong phòng. Và mới đây, trong cuốn hồi ký vừa phát hành có tựa đề Tự do, cựu Thủ tướng Đức đã kể lại rằng bản thân đã cố gắng giữ bình tĩnh khi chú chó của ông Putin tiến lại gần bà. Bà Merkel tiết lộ rằng các quan chức Đức đã thông báo rõ ràng với người đồng cấp Nga về nỗi sợ chó của bà trước cuộc họp. Bà cho rằng sự hiện diện của chú chó Connie có vẻ là cố ý. Tổng thống Nga Putin có ý định đưa ra một tuyên bố, thậm chí có thể nhờ đến sự giúp đỡ của chú chó Labrador Connie nếu cần thiết. Tờ Politico trích dẫn hồi ký của cựu thủ tướng Merkel. Trong khi ông Putin và tôi tạo dáng ngồi cho các nhà nhiếp ảnh và nhà quay phim vào đầu cuộc họp để họ có thể chụp ảnh và quay cận cảnh chúng tôi. Tôi đã cố gắng phớt lờ con chó mặc dù nó di chuyển loanh quanh ngay cạnh tôi. Tôi hiểu biểu cảm khuôn mặt ông Putin có nghĩa là ông ấy đang tận hưởng tình huống này. Ông ấy chỉ muốn xem một người đang gặp nạn phản ứng như thế nào. Đó có phải là một cuộc biểu dương sức mạnh nho nhỏ hay không? Tôi chỉ nghĩ, hãy bình tĩnh, tập trung vào các nhiếp ảnh ra, mọi chuyện sẽ qua thôi. Bà Macken viết trong hồi ký. Theo AFP, sự kiện này đã làm dấy lên những đồn đoán vào thời điểm đó về việc liệu Tổng thống Putin có sử dụng chú chó Kony để đe dọa bà Merkel hay không. Hồi ký của bà Merkel cũng kể lại một sự việc riêng biệt vào năm 2006 khi Tổng thống Nga tặng bà một chú chó nhồi bông ở Moscow và ông Putin được cho là đã nói rằng nó không cắn. Theo Reuters, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bill của Đức vào năm 2016, Tổng thống Putin đã đề cập ngắn gọn rằng ông đã xin lỗi bà Merkel về sự cố kể trên. Khi được hỏi về sự cố này một lần nữa trong chuyến tới Kazakhstan hôm ngày 28 tháng 11, Tổng thống Putin bày tỏ sự hối tiếc về những gì ông gọi là hành vi xúc phạm không cố ý, nhắc lại rằng ông không biết bà Merkel sợ chó trước cuộc họp năm 2007 giữa họ. Nếu tôi biết về điều đó vào thời điểm ấy, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, ông Putin nói với các phóng viên. Tổng thống Nga cho biết, ông từng hy vọng sẽ tạo ra một bầu không khí thoải mái, dễ chịu Đồng thời nói thêm rằng chính kinh nghiệm sống ở Đức của ông đã dạy ông rằng mọi người ở đó có thái độ rất tích cực đối với vật nuôi. Tôi nghĩ bà ấy sẽ thích điều đó. Sau đó tôi phát hiện rằng bà ấy sợ chó, ông Putin nói. Khi tôi phát hiện ra, tôi đã xin lỗi bà ấy. Nhà lãnh đạo Nga cũng tận dụng cơ hội hôm ngày 28 tháng 11 để thông qua giới truyền thông chuyển lời tới bà Macken, Angela, hãy tha thứ cho tôi. Tôi không muốn làm khó bà theo bất kỳ cách nào. Nếu bà có bao giờ đến Nga, tôi nhận ra rằng việc đó không có khả năng xảy ra vào ngày hôm nay. Tôi sẽ không làm vậy nữa, ông Putin nói thêm. Theo AFP, chú chó Connie là quà tặng của ông Sergei Choizu, hiện giữ chức thư ký Hội đồng An ninh Nga tặng cho Tổng thống Putin. Bà Merkel chưa công khai phản hồi lời xin lỗi của ông Putin. Nga tiếp tục củng cố vị thế chiến lược của mình bằng cách tích lũy kho vũ khí lớn với hơn 500 tên lửa mạnh, bao gồm 200 tên lửa hành trình KH-101, và ít nhất 300 tên lửa đạn đạo Iskander M, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR, việc Nga tích trữ số lượng lớn tên lửa này là để minh chứng rõ ràng cho sự phát triển vượt bậc trong sản xuất vũ khí của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. Ông cảnh báo rằng kho vũ khí này không chỉ mang tính ý nghĩa chiến lược mà còn là mối đe dọa trực tiếp đối với Ukraine khi Moscow có thể thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào sâu lãnh thổ nước này. Các tên lửa KH-101 được đánh giá cao về độ chính xác trong khi Iskander-M sở hữu sức công phá mạnh mẽ, cho phép Nga nhắm mục tiêu chính xác vào các hạ tầng năng lượng và hậu cần của Ukraine. Những vũ khí này được thiết kế để làm suy yếu khả năng kháng cự của Kiev, đặc biệt khi mùa đông khắc nghiệt đang cận kề. Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine, điển hình là vụ tấn công ngày 28 tháng 11 khi Nga huy động 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS từ Biển Đen để phóng các tên lửa KH-101 và Kalib gây ra hàng loạt vụ nổ tại các thành phố lớn như Kiev, Kharkiv, Odessa và Sumy. Chiến lược của Moscow không chỉ dừng lại ở việc tấn công hạ tầng mà còn nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine. Nga sử dụng các đợt tấn công phối hợp giữa tên lửa tân tiến và máy bay không người lái UAV giá rẻ nhằm buộc Ukraine phải tiêu hao nguồn lực phòng không. Trung tâm chống thông tin sai lệch CCD của Ukraine cũng xác nhận rằng Nga hiện có khả năng duy trì tốc độ sản xuất vũ khí dẫn đường tầm xa ở mức cao, tạo điều kiện thực hiện các cuộc tấn công liên tiếp. Trước tình hình này, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nhanh chóng đưa ra phản ứng bằng cách hoàn thiện gói viện trợ quân sự lớn trị giá 725 triệu USD dành cho Ukraine. Đây là một trong những gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ, bao gồm các loại vũ khí tối tân như tên lửa phòng không Stinger, UAV, đạn dược cho hệ thống HIMARS, cùng nhiều loại vũ khí chống tăng và mìn chống bộ binh. Gói viện trợ này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington trong việc hỗ trợ Kiev, mà còn là tín hiệu rõ ràng gửi tới Moscow rằng Mỹ sẽ không lùi bước trước các động thái leo thang của Nga. Các chuyên gia quân sự nhận định, việc Nga tích trữ một lượng lớn tên lửa như vậy không chỉ nhằm mục đích tấn công trước mắt mà còn phục vụ chiến lược lâu dài. Việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giao thông và hậu cần của Ukraine là một phần trong chiến lược của Moscow nhằm làm suy yếu khả năng kháng cự của Kiev trong thời gian dài, đặc biệt khi Ukraine phụ thuộc lớn vào các nguồn cung năng lượng trong mùa đông. Mặt khác, phản ứng nhanh chóng từ phía Mỹ và các đồng minh phương Tây cho thấy cuộc chiến này không chỉ còn là vấn đề giữa Nga và Ukraine, mà còn đã trở thành cuộc đối đầu chiến lược giữa Nga và NATO. Với việc Nga tăng cường khả năng tấn công và Mỹ không ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, xung đột tại khu vực này dự báo sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian tới, khả năng xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn hơn từ phía Moscow và phản ứng cứng rắn hơn từ phương Tây sẽ đặt khu vực vào tình trạng căng thẳng kéo dài. OBS Niem cho biết, Orenix là loại IRBM duy nhất hiện được sử dụng trong biên chế quân đội Nga. Orenix có tầm hoạt động tối đa 5.500 km và có thể bay với vận tốc Mach 10 tương đương với 12.400 km h và có thể mang được đầu đạn có trọng lượng 1,5 tấn. Phía Nga khẳng định, nếu được khai hỏa từ bãi thử Kapustinia trên lãnh thổ Nga, Oresnik chỉ mất 17 phút để bay tới trụ sở NATO ở Brusseinbỉ, 15 phút tới căn cứ không quân Mỹ Ramstein ở Đức và 11 phút tới căn cứ tên lửa Mỹ Rezikohu ở Ba Lan. Oresnik lần đầu được nhắc công khai vào ngày 21 tháng 11 vừa qua khi Tổng thống Vladimir Putin thông tin về vụ tập kích bằng tên lửa này không trang bị đầu đạn hạt nhân vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở Dnipro một ngày sau, ông Putin tuyên bố Nga đã trữ sẵn số lượng lớn tên lửa đạn đạo siêu thanh Orennik để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Ông Putin lưu ý Orennik không phải là phiên bản hiện đại hóa của những dòng vũ khí liên xô trước đây, mà là kết quả của việc phát triển công nghệ vũ khí tối tân của Nga trong thời gian qua. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng sử dụng tên lửa siêu thanh Orennik nếu thấy cần thiết và cam kết sẽ báo trước cho người dân mỗi lần thực hiện các vụ tập kích mà không phải lo sợ bị đáp trả. Tại sao chúng tôi không phải lo sợ? Bởi không có cách nào có thể đối phó với tên lửa siêu thanh Euronix. Các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện tại do Mỹ và châu Âu triển khai trên khắp thế giới không thể đánh chặn, ông Putin lý giải. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky khi đó đã cực lực lên án vụ tập kích. Ông Zelensky coi đây là hành động làm leo thang căng thẳng nghiêm trọng và hối thúc đồng minh cần có biện pháp đáp trả. Đáp lại, phía Nga cho rằng Vụ phóng tên lửa là để trả đũa việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ và Anh cung cấp, tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, giới chức quân đội Mỹ nhận định, thiết kế của loại tên lửa mới của Nga dựa trên mẫu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Robes. Tên lửa Orenic hiện mới được thử nghiệm và Nga nhiều khả năng chỉ sở hữu một vài quả loại này. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, trong chiến tranh Nga-Ukraine, Tên lửa Orenik lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu trong một cuộc tấn công mà Nga cho biết là nhằm vào cơ sở Pia ở thành phố Dipro của Ukraine. Trước khi xác nhận việc sử dụng tên lửa Orenik, cuộc tấn công ban đầu được Ukraine tuyên bố là được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Orenik được cho là sử dụng một tải trọng phương tiện tái nhiệm mục tiêu độc lập nhiều mục tiêu MIRV, được thể hiện trong đoạn phim chưa được xác minh về cuộc tấn công. Tên lửa này được phóng đi từ tỉnh Astrakhan, có thể là từ bãi tập Kasputinia. một giám đốc tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế cho biết, khả năng phóng nhiều đầu đạn của tên lửa này khác biệt với các tên lửa có khả năng hạt nhân khác đã được sử dụng chống lại Ukraina và khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Một nhà phân tích quân sự Ukraina tuyên bố rằng, hệ thống phòng không của Ukraina hoàn toàn không có khả năng đánh chặn tên lửa này và không thể phát hiện ra nó khi nó di chuyển qua tầng khí quyển trên. Các quan chức Hoa Kỳ lưu ý rằng Tên lửa này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và Nga chỉ sở hữu một số ít, và vì vậy kiểu đánh này khó có thể được triển khai thường xuyên chống lại Ukraine. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau.